cho các bạn. Mình là Nguyễn Thành Luân, mình mới đậu visa sáng nay. Giờ sau đây mình có một cái bài lời khuyên cho các bạn để có thể thành công dễ dàng hơn. Mình chọn Mỹ đi du học vì rõ ràng là mình thấy là công nghệ thông tin, tiếng ngành của mình thì nó vẫn đang hot ở nước mình, nhưng mà rõ ràng là nó khó khăn khi xin việc tốt. Nên dĩ nhiên là học Mỹ thì dĩ nhiên có cái bằng sẽ tốt hơn nhiều. Mình thì định học trường cao đẳng Nova bên bang Virginia. Trường này thì quá nổi tiếng rồi, cũng nổi tiếng nhất nhì cũng nhì thôi. Trường này thì cũng to nhiều nước Mỹ, với lại sinh viên nó khá là đông, khoảng 75.000 sinh viên, 160 cái chứng chỉ hoặc là ngành gì đó. Học phí cũng gọi là thấp nhất cái khu vực mà thủ đô Washington DC luôn. Quá trình hồ sơ của mình thì cũng không có gì nhiều hết. Nói chung là anh chị kêu mình mang cái gì lên thì cứ đưa cho anh chị, rồi bắt thiếu gì thì cứ bổ sung thôi. Nói chung là anh giấy là đầy đủ. Phỏng vấn thì mình học với anh Khôi. Rõ ràng là anh Khôi đã chuẩn bị cho mình tất cả những câu hỏi thì các bạn không hiểu cái gì á, các bạn phải hỏi anh Khôi rõ ràng. Nên anh Khôi cũng chỉ mình tất cả thông tin. Không hiểu cái nào thì anh Khôi cũng giảng luôn. Sau đó thì mình tự dịch tiếng Anh ở nhà và học thuộc. Cái mình chỉ chờ khi nào mà chị Thúy kêu lên test thì mình học thuộc và lên gặp các chị để test bài thôi. Mà em có học bảo anh bữa cuối. Bảo anh thì nói chung là show ra những cái câu hỏi mà dạng như là tâm đắc nhất của anh khi mà làm việc với nhiều hồ sơ á. Thì anh mới kêu các bạn là về học những cái câu đó, học kỹ. Với lại là trình bày những cái dạng như là cái bí quyết như về tác phong hay là phong thái, tự tin, nói to rõ ràng hay là kiểu như là mình có thể bắt bài được ban lãnh sự. Nói chung là như anh Bảo Anh nói đó, thì tiếp lửa thêm cho tự tin nhiều vào cái hôm phỏng vấn. Anh Bảo Anh chăm sóc kỹ từng người mà. Và nói chung là động lực cũng nhiều lắm. Học xong thì thấy đỡ lo hơn nhiều lắm. Kết quả rõ ràng là khi mình áp dụng thì đậu thôi, thành công mỹ mãn thôi. Sau khi thành công được thì mình cũng em cũng xin cảm ơn, dành lời cảm ơn cho tới tất cả các anh chị mà đã làm việc với hồ sơ của em. Nhất là chị Thúy, một số anh chị đã test em mà không biết tên, anh Bảo Anh. Em mới làm việc lần đầu tiên mà nhưng mà em thấy con đại dương làm việc rất là chuyên nghiệp. Giờ mình biết đó, con đại dương là vì bạn của ba mình cũng có con đi du học và gọi là sử dụng dịch vụ của công ty Tân Đại Dương. Nên ba mình nghe lời khuyên của bạn ba nên cũng tới công ty Tân Đại Dương để như tư vấn về du học và sử dụng dịch vụ của công ty. Mình cũng nhắc lại lần cuối là các bạn tốt nhất là nên tự tin. Tự tin mới là quan trọng nhất. Tất cả các thông tin mà các bạn nắm rõ nhờ các anh chị tư vấn viên chuẩn bị thì các anh bạn đã nắm rõ, nên bây giờ chỉ cần tự tin thôi. Mình trả lời tất cả bằng tiếng Anh thôi, thì do đó các bạn mới nhớ là mình trả lời được cái gì bằng tiếng Anh thì cứ trả lời, đừng có dùng tiếng Việt. Với lại là mình phải chủ động hơn người ta. Mình nghĩ là người ta chuẩn bị xem cái gì á, thì mình phải chuẩn bị phần kiến thức của mình về cái đó. Với lại là đừng có sợ. Do đó nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn thôi. Cũng xin chúc các bạn, tất cả các bạn thành công khi xem clip này.